Kim Giang thân mến chào mừng quý vị đến với video mới nhất của kênh đọc truyện tâm lý xã hội Tình thôn quê, sân chơi của những người yêu văn chương Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc sống nông thôn Việt Nam từ bao đời nay bình lặng, dung dị như hạt lúa, củ khoai. Nhưng xã hội đã đổi thay, làn sóng đô thị hóa tràn về mang theo bao đổi thay trong lối sống. Trước những thay đổi ấy, người nông dân sẽ thích nghi như thế nào? Giữ bản sắc hay bị những lề thói mới cuốn đi? Hôm nay Mời bạn nghe Kim Giang đọc phần 2 chuyện bể dâu của tác giả Xuân Khê để cùng chiêm nghiệm, suy ngẫm về điều này. Phần thứ 2, Sóng gió Vợ đi thành phố, những ngày đầu đúng là ông bằng khốn đốn, nấu ăn một mình bữa được, bữa chăng. Nhưng không chỉ vấn đề bữa ăn, mà mọi khi có vợ để chia sẻ mọi việc, từ việc công đến việc riêng. Mỗi ngày chuyện nhà lão đại loại như, khi đi làm công vụ với trách nhiệm trưởng thôn về, lão nói dầm dứ. Cái nhà quang, tự nhiên rừng mỡ tòng tang với cái cô gấm chuyên làm nghề cấy thuê để có trở ra thế là thành chuyện tội vạ cho cả thôn mất thành tích thì đùa ối giời tại cái mụ yên vợ lão quang sao lại bỏ nhà lên chỗ con dâu cả tháng thế thì đang đói lại có mỡ treo miệng mèo nó không đớp hóa ra mèo vừa mù vừa què à cái cô gấm ấy đã là lần thứ bốn tự nhiên có con rồi thực ra là cố tình răng bẫy chứ bao nhiêu anh chấm mút mà mỗi lão quang phải chịu phạt đền trực tiếp 11 một mét gần như lập tức bà Luyên bị sập bẫy, hét toáng lên. Này, này, lão bằng có chấm mút vào cái cô gấm ấy không đấy? Sao mà lão biết lắm chuyện chi lì thế? Hi hí, hí, chấm mút thì ai mà biết ma ăn cỗ, hê hế, để phình bụng ra, có mà là ngu à. Bẫy đã sập, bà Luyên chớp ngay lấy thời cơ, tóm luôn cái công cụ khả nghi gây án, xoắn cho lão chồng một cái rõ đau. Lão bằng chỉ thấy khoái chứ đau đớn gì đâu, cũng chớp thời cơ xâm lược lung tung vào căn cứ địa hậu phương của quân địch. Thế là tăng tính tình, đúng như dự kiến của lão từ lúc tưng tưng đi về. Ấy là chuyện khi bà Luyên ở nhà, chứ bây giờ lão đi ra đi vào mãi vẫn chưa hết ngày, hết sửa lại cái dần, lại buộc lại cái sàng, hết cạp cái nong lại dặm lại cái nia mà vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Kêu bận bịu việc trưởng thôn chỉ là cách làm màu thôi chứ việc ở đâu ra làm thế. Những vụ như cô gấm chửa hoang ấy, Lão chờ mãi mới có một vụ để thể hiện ra oai trưởng thôn chứ mệt nhọc gì đâu. Thế là để đỡ buồn, lão gia nhập hội chơi cờ, tán phét tình hình kinh tế, xã hội cho vui. Nhưng các hoạt động cùng hàng xóm không thể từ sáng đến đêm, nên hễ trở về nhà là lão bằng lại thấy cô đơn. Cả đời chỉ có lão đi xa chứ vợ khi nào cũng ở nhà, xưa nay hễ lão về đến nhà là luôn có người đẹp nằm chờ rồi. Bởi giờ đây, chuyện gì lão bằng cũng một mình, từ xử lý việc vợ chồng tô lanh đánh cãi nhau đến vụ con bé xương mắc bệnh tâm thần tự nhiên tất kinh hóa ra có chửa mọi khi chia sẻ xong với vợ những ý nghĩ còn lấn cấn là lão đều kết thúc bằng việc lột quần vợ để giải tỏa để tìm ra cách thức giải quyết vấn đề một cách thông minh hơn thế dạo này số người bỏ vườn không nhà trống ở quê ngày càng nhiều số thoát ly về hưu với vợ ngày càng ít thay vào đó họ kéo cả vợ đi thành phố ở hoặc đi ở với con nguyên xóm này hai người đã ly hương cả nhà nên bạn bè lão bằng ngày càng vơi đi hết cả người để bù khú rượu chè cho vui nhiều lúc lão bằng đi lang thang vô định mà mãi không hết thời gian lão ngẫm hóa ra mụ vợ quan trọng thật không chỉ đầu gối tay ấp không chỉ cơm nước ngon lành mà sự chia sẻ mọi chuyện cũng không thể xem thường nghĩ cũng thương lão phó vợ còn mất vì bệnh 2-3 năm rồi thế mà vẫn lủi thủi một mình chứ không kiếm người bầu bạn ban nãy gặp lão là khi lão ra nghĩa trang thăm mộ vợ trở về ra thật là buồn buồn tình lão bằng mang chai rượu ra nhâm nhi một mình và tiếp tục lan man ngẫm cái sự đời trong ánh đèn tù mù lão nghe thấy tiếng chuột chí chóe rồi nheo mắt quan sát đôi chuột đang dẫn nhau dinh dích ngay dưới cái giường vợ chồng lão giờ đã trở nên rộng thênh thang nằm bên nào cũng lệch chả là con mèo đen tuyền đã bị kẻ xấu bắt trộm mất nên lũ chuột mới ngang nhiên hoành hành như thế nhưng nếu có mụ luyên ở nhà thì bọn chuột không ngang nhiên tán tỉnh nhau thế được mụ cầm đôi guốc mộc lia một cái thì cả đôi chuột chạy bàn sới Mụ chuột cái có lẽ đang giận chồng cái gì đó nên làm mình làm mẩy cứ chạy để gã chuột được đuổi theo lòng vòng quanh chân tường nhà. Khi đã mệt hay khiêu khích đủ rồi, mụ chuột vợ dừng lại nhe răng hù lúc gã chuột chồng đuổi kịp. Chẳng nhìn rõ gã chuột chồng lia ánh mắt hay thể hiện tình tứ thế nào mà mụ vợ không nhe nành nữa. Lích xích chạy sát phía sau vào vùng tối thẫm rồi trí chóe ở trong đó, chắc con chuột vợ quyến rũ thành công thằng chuột chồng để được toàn ten rồi. Bực mình, lão bằng tập một hơi hết ly rượu rồi thấy chưa đủ lão cầm cả chai lên nốc một hơi nữa cho đã miệng. Khi lão bằng đã thấy trời đất lung linh sắc màu và cái nhu cầu ấy lại cuộn lên, thì như thể khiêu khích. Loang thoáng trong cửa sổ nhà hàng xóm, mụ nhai có vẻ đang thay váy áo mà chẳng ý tứ đóng cửa sổ. Chút cam thù lên chai rượu, lão bằng tập thêm ngụm rượu nữa rồi lão thể hiện bản lĩnh chiến sĩ cách mạng, dứt khoát cất cái chai đã vơi một nửa để ghé lưng nằm xuống giường. Vậy mà rượu vẫn không đưa giấc ngủ đến với lão, hết hình ảnh vợ lại đến ánh mắt mụ nhài hàng xóm tràn vào cha tấn trí não lão bằng. Nhiều người ở thôn này ít tuổi hơn lão bằng mà cái ấy đã trở thành bất động sản ở trong quần rồi. Chẳng hiểu sao lão đã 60 tuổi rồi mà cái nhu cầu ấy của vẫn rừng rực, không hề kém đi, làm lão nhiều phen khổ sở thế này. Nghĩ buồn bực vì đủ thứ chuyện, thêm căng thẳng ở vùng vịnh, lão bằng vùng dậy ra vườn, gió hiu hiu rất dễ chịu mà lão chẳng nhận thấy, thậm chí không hiểu sao lão vấp rúi rụi. Chẳng biết đổ bực tức vào đâu, lão bê luôn tảng đất to vừa làm mình vấp, ném ùm xuống cái ao bèo tấm, trong ánh trăng non lão thấy rõ bèo tấm giãn ra rồi trở lại đúng như cũ. Chưa bỏ tức, lão bằng vạch quần tè luôn xuống cái ao tù. Mọi việc không chỉ mình lão bằng tự giải tỏa, mà không qua mắt được cô nhài, liền thông thổ với nhà lão. Nhà cô nhài có cái cửa sổ quay về hướng cái ao nhà bằng. Cô này thậm chí còn hơn tuổi mụ luyên nhà lão bằng, nhưng từ ngày chồng chết, con đều đã lớn đi thoát ly hết cả, thì cô cứ phây phây ra. Từ ngày bà Luyên đi Hà Nội trông cháu ngoại thì nhài coi đây là cơ hội để quyến rũ ông hàng xóm. Mỗi ngày cô mặc một bộ khác nhau rõ diện, tất cả các đường cong, nghe, rãnh trên thân xác khoe hết cả ra. Không chỉ vậy, liếc thấy ông bằng dán mắt vào những chỗ nhạy cảm của mình, nên suốt ngày cô lượn qua lại, lường nguyết ông trưởng thôn, xếp lãnh đạo tối cao của khu vực dân cư. Xà bầu tâm sự xong, vừa ngẩng đầu lên lão bằng đã thấy dưới ánh trăng nụ cười rõ đi thỏa của của cô nhài đang thò hẳn đầu khỏi cửa sổ, nhìn mình chằm chằm. Chắc rằng cô ta đã soi ánh nhìn mình từ lâu, suốt quá trình lão bằng xả nước xuống ao vừa rồi cô ta đã chiêm ngưỡng trọn vẹn. Hơn nữa, dường như cô ta cũng biết tỏng trong những giấc mơ của lão luôn có hình ảnh nụ cười, bộ ngực, cặp mông của mình nên không hề ngại ngùng, cứ công khai khoe thân và nói lời đưa đẩy. Quá ngượng ngùng, lão bằng giả như không nhìn thấy cô hàng xóm, quay ngoắt vào nhà. Nhưng hình ảnh nụ cười lấp lóa dưới ánh trăng ấy cứ bám theo lão không thể dứt ra được càng muốn đuổi hình bóng cô ta với cặp mông tròn căng khỏi tâm trí thì nó càng hiển hiện cuốn quýt khiến lão bằng bức bối. Ở bờ ao bên kia, cô nhảy lại ngẫm nghĩ. Có lẽ mụ luyên vắng xa nhà, anh chàng thiếu khoản ấy nên cố tình khiêu khích thăm dò mình xem sao chăng. Ui, có mất gì đâu nhỉ, giống như đám bèo lúc anh ấy ném tảng đất xuống thì ùm một tiếng bèo giãn ra nhưng rồi nó vẫn về y như trước. Đã vậy thì mình quăng lưới, thả thính xem sao, có sao đâu nhỉ hồi chiều ham lông bông nên lão bằng quên nổi lửa nấu cơm tối giờ nhấp chút rượu vào cái bụng biểu tình sôi lên ủng ục đành lòng lão bằng vùng dậy làm gói mì tôm ăn rồi tắt đèn lên giường nằm quay mặt hóng sang nhà cô hàng xóm bên kia cái ao cô nhảy lại quên đóng cửa khi thay váy áo để đi ngủ cái bóng đèn vô duyên dọi chúng vào bầu vú trắng ngần khiến lão bằng phải ngồi bật hẳn dậy để nhìn cho rõ đúng khi ấy cái áo ngủ lại trùng kín mất cái gò bồng đảo kia khiến lão bằng tiếc hủi hụi chính cái hình ảnh thân thể nõn nà lấp ló nửa kín nửa hở của cô hàng xóm khiến lão bằng bị hút hồn tim đập thình thịch khi hình dung ra những chuyện hư đốn vừa cô nhắm mắt dỗ giấc ngủ đến thì hình ảnh cô nhài mơn mởn lại hiện ra ngay trước mắt khiến lão bằng vừa thở dài sườn sượt vừa ao ước giá được một lần ôm cái tấm thân nõn nà ấy nhỉ giá mà được hôn đôi môi xinh xắn ấy rồi lột váy áo nàng để đưa lên giường nhỉ có lẽ vua cũng chỉ sướng như vậy thôi như có thần giao cách cảm ở trong căn nhà gần bờ ao bên kia cô nhài cũng đang mơ được lão bằng thò tay vào ngực mình sờ vú, rồi tụt luôn váy mình ra. Đoán sau cái cửa sổ tối bên kia hẳn chàng đang hóng sang bên này, thế là cô nhài làm như vô tình dậy khỏi giường bật đèn sáng để treo màn. Đương nhiên ánh sáng không dọi thuận chiều nữa, mà soi từ phía sau nên ông bằng chỉ nhìn thấy cái bóng đen với cặp mông tròn lẳn của nàng hàng xóm. Tín hiệu cô nhài bắt sóng được, chính là lão bằng đang buồn bực chuyện vợ đi chăm cháu, vùng ban căng không giải quyết được căng thẳng. Bởi thế, nằm trên giường, trong đầu cô nhài đã hình thành một kế hoạch thả thính quăng trải thật chi tiết lúc ấy con mèo cái nhà mụ nhài lại gào lên đòi tình khiến đôi chuột bên nhà lão bằng chỉ rúc rích thật nhẹ rồi im phắc không dám trí chóe nữa không gian quá tĩnh lặng khiến giấc ngủ càng không đến với lão bằng ở hà nội biết mẹ liên mới lên còn lạ lẫm mọi việc hơn nữa mẹ rất thiếu tự tin nên vợ chồng cô con gái không nhờ mẹ làm gì vội hai đứa cứ tranh thủ vừa làm vừa nhẹ nhàng hướng dẫn mẹ để bà quen dần với công việc ngay đêm đầu tiên bà Luyên đã mất ngủ, cứ chăn trở mãi vì nhớ chồng. Bà hình dung và thương cảm chồng phải lụi cụi một mình vừa lo việc xã hội vừa phải tự nấu nướng và lo mọi việc nhà. Hiểu rằng giờ ấy có thể chồng đã lên giường và cũng thao thức, bà Luyên lò dò tìm cái điện thoại cố định nhà con gái để tìm cách liên lạc với chồng. Thế nhưng không thấy đâu, bà đoán vợ chồng nó đã loại bỏ cái điện thoại cố định rồi. Đành lòng bà lấy cái điện thoại di động cũ của con gái đưa tìm cách gọi thử. Khổ nỗi từ lâu không dùng, Vậy nên nó đã tắt vì hết pin từ khi nào đó, đành phải cắm sạc đã. Khi có thể khởi động được điện thoại thì đã khuyên nên bà bỏ ý định gọi cho chồng. Sáng hôm sau, các con vừa đi làm bà Luyên đã vội gọi điện cho chồng. Ông bằng cũng vui, hỏi tình hình con cái rồi nói mấy lời động viên. Cuối cùng ông bằng bảo: "Anh quyết định gọi thợ chở đất lấp cái ao rồi, mai làm." "Vội thế ạ? À, ai giúp anh lo cơm nước cho thợ thuyền được?" "Ôi lo gì, người làng với nhau cả." tự anh sẽ nỗ lực, với lại họ thông cảm thôi mà. Bà Luyên thấy vui lại khi mình vừa đi vắng chồng đã chủ động lo việc nhà cửa ao chuông. Suốt cả ngày hôm sau, lão bằng mặc đúng cái quần đùi, để lộ thân thể vẫn cường tráng của mình để khiêu khích lại đối phương. Lão đi ra đi vào lo cắt sửa đám lá chuối, tỉa đám cành cây lòa xòa, thực ra là mấy thứ ấy cản tầm nhìn của lão nhòm sang nhà bên kia ao. Hai kẻ cùng rình rập nhau, không biết ai là cáo ai là gà nữa, vì ở bên kia nàng nhài cũng chỉ mặc cái áo rõ phong phanh lượn qua lượn lại. Tối hôm ấy, lúc 6 giờ đã nhá nhem rồi, cô nhài mặc bộ đồ ngủ rõ sexy, ngân ngư một tí rồi nàng cố tình tụt luôn quần lót ra. Tiện tay gỡ luôn áo lót rồi kéo cái cổ thật trễ để hở luôn nửa bầu vú trắng muốt. Cứ làm như đang đi tản bộ, cô nhài hiên ngang ghé vào nhà bằng từ phía cổng trước. Ấy là vì nhài ngấm. Cố tình đi cổng trước vào nhà bằng buổi tối là sự cố ý của mình, cốt để những hàng xóm khác nhìn thấy chuyện vượt rào đi tắt qua vườn, dành cho chàng bằng sẽ phải làm nay mai thôi. Lão bằng đang ngồi nhìn cái ao, ngẫm nghĩ, nhìn thấy cô nhài xinh sang, cười tủm tỉm, thì gách cái chân lên, hỏi khiêu khích. Rảnh gớm nhỉ, đi trải dài đấy à? Hứ, em sang trải anh đấy, cứ bung lưới, cá to cá bé bắt tất, lớn bùi bé mềm. Anh hay ai thích thì chiều thôi, của quý đời gái, không dùng hết hạn vẫn phải vất đi cũng phí. Hi hi hi, ừm nàng sang xê cái mông đầy khêu gợi nếu là ánh sáng ban ngày thì chàng hẳn thấy rõ nàng không mặc quần lót nhưng tôi nhá nhem thì mắt đàn ông ở khoảng cách một mét cũng vẫn thấy đường cong nào ra đường cong ấy khe rãnh rõ từng chi tiết thân thể thì đong đưa mắt thì lúng liếng nhưng miệng nhài thì chuyển qua nói chuyện nghiêm chỉnh nghe bảo anh định lấp cái ao tù này à lão định tiếu chỗ nào chúng là lấp tất nhưng cô nàng chuyển giọng nên lão cũng nói đàng hoàng ừ anh đang muốn thế nhưng thợ đất không thích làm khoán cứ ưng làm công nhật, chủ nhà lo một bữa cơm trưa với hai lần ăn nhẹ nửa buổi nữa. Mình thì nhân lực không có, ai lo ăn uống cho người làm được đây. Nhài thấy ngay đây là cơ hội để gần gũi, đon đả dễ dãi. Hí, em đang rảnh, ăn không ngồi dỗi chán quá chừng, để em giúp cho anh nhé. Nhàn cư vi bất thiện, toàn nghĩ chuyện hư thôi. Lão bằng nghi ngờ điều mình nghe không rõ và cũng lắng máng hiểu nhìn từ khía cạnh xấu thì đây là một âm mưu, xong nhìn từ khía cạnh tích cực thì đây chính là thiện ý nên hỏi lại cho rõ thật hả em thật đấy anh ạ à? nông nhàn em kiếm bữa ăn nhạt thôi mà tất nhiên ông bằng hiểu đây là một cái bẫy mình mà chui vào là bị thòng lọng thắt chặt ngay tức thì nhưng lão ngẫm cớ gì phải sợ nhỉ mình cứ đàng hoàng đĩnh đạc thì cô ta ăn thịt được mình à còn cô nhài thấy lâng lâng vì chàng mà ngoạm miếng mồi này thì chắc chắn mắc lưỡi câu tức thì cả hai rình dập nhau chẳng biết ai là cáo ai là gà, người nào cũng nghĩ mình đang cầm chuôi, đối phương sẽ bị sập bẫy. Hết phần thứ hai. Các bạn vừa nghe Kim Giang đọc truyện phần 2 chuyện dài bể dâu của tác giả Xuân Khê. Nếu bạn thấy giọng đọc Kim Giang hay và câu chuyện thú vị, xin bạn hãy bấm like và cho kênh Tình Thôn Quê xin một lời bình luận. Nếu chưa đăng ký kênh, xin bạn hãy bấm đăng ký để kênh Tình Thôn Quê được phát triển, góp phần giúp cộng đồng yêu văn chương lành mạnh thêm gần gũi nhau hơn. Tạm biệt và hẹn gặp bạn ở video tiếp theo của kênh Tình thôn quê.